Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi trả lời một bạn đọc. Vì bạn bảo với tôi rằng là, để lại comment bảo với tôi rằng là em đã hỏi rất là nhiều người rồi mà không có ai trả lời thỏa đáng hết. Và tôi quyết định đặt một cái tên là đất công không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể trường hợp của bạn là như thế này. Bạn độc giả ha, nếu bạn xem cái video này và xem cái phân tích của luật sư Thu, thì tôi cũng nói rõ với bạn rằng trong trường hợp này tôi phân tích, và cái việc phân tích của tôi chỉ mang một tính chất tham khảo. Có thể rằng là bạn cho là đồng ý của bạn, cũng có thể bạn không đồng ý cái quan điểm của luật sư Thu Đoàn. Tuy nhiên đây là ý kiến tham khảo. Vì sao tôi chăm chút cái lời nhận xét này? Vì tôi thấy rằng bạn đưa cho tôi một cái đoạn rất là khá dài. Hy vọng rằng thứ nhất rằng là thông qua cái video này, tôi sẽ trả lời cho bạn tường tận và dẫn những cái quy định của pháp luật. Thứ hai, nếu trong trường hợp bạn không đồng ý với ý kiến của luật sư trên cái tinh thần đó, thì bạn có thể đến một cái văn phòng luật sư khác để hỏi tham khảo trước khi có những cái phản hồi bạn ha. Bố mẹ em thì ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Mẹ em và bố em lấy nhau cùng sinh sống. Do bố mẹ em được ông bà ngoại cho một mảnh ruộng để sinh sống. Năm 1992, trong công cuộc chia lại ruộng đất, mảnh ruộng nhà em ở vị trí ranh giới giữa hai xã A và xã B. Và chỉ còn lại là 300 mét vuông đất ở. Vấn đề nằm ở chỗ ruộng của em chuyển qua xã B. Thưa chị, mảnh ruộng này sau khi chuyển qua xã B thì mẹ em vẫn canh tác sử dụng bình thường. Đến năm 1998 thì mẹ em mất. Sau khi mẹ em mất rồi thì bố và các anh chị em vẫn canh tác bình thường. Đến năm 2008 bố em mất. Khi bố em mất thì mới biết rằng ông còn một khoản nợ phí cho hợp tác xã do chưa đóng phí cho thửa ruộng trong quá trình ông canh tác. Cái này do bố em nghèo quá, ông bị liệt mất một tay vào trong trận ốm nên khả năng kiếm thêm thu nhập là không có. Cộng với căn bệnh ung thư phổi vào những năm cuối đời nên ông có một cái khoản vay. Và khi mất thì xã có truy nợ thuế, thì em đã đóng ngay vào năm 2008, sau đó bố em qua đời. Bố mẹ em mất hết, các anh chị em canh tác đến nay, thì em là con trai út trực canh. Đất này không có bất kỳ tranh chấp với hàng xóm láng giềng ạ. Cho đến năm 2016, tụi em mới tiếp tục nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nói trên. Đến năm 2017, sau một năm đọc đơn không hề có dấu hiệu tiến hành thủ tục tách thửa cho gia đình em. Gia đình em có thắc mắc thì chủ tịch xã còn đang nghi ngờ không biết đất là của nhà em hay đất của hợp tác xã. Sau khi hiểu được ý của chủ tịch, em mới đề nghị địa chính xã cho xem sổ địa chính. Thì trong sổ địa chính ghi rõ ràng rành mạch là đất công ích của hợp tác xã, bên cạnh ghi là hộ gia đình ông Trần Văn Thọ, đấy là tên của bố em. Vấn đề đặt ra cho địa chính xã là giải thích lý do tại sao ghi vậy. Thì ông địa chính nói rằng là ngày xưa bố không có đóng thuế nên mới ghi như vậy để không phải nộp thuế cho nhà nước đối với thửa ruộng. Và sự thật đúng là bố em có nợ thuế nhưng chồng em đã trả trước khi ông mất. Hiện giờ giấy tờ vẫn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình em và không còn nợ khoản phí nào hết. Thưa luật sư, cho em hỏi rằng hành vi tự ý đổi đất công ích của hợp tác xã là đúng hay sai luật ạ? Bởi địa chính xã không hề báo với gia đình em mà làm như vậy. Xin hỏi luật sư, đất này đâu phải nhà nước chia cho gia đình em đâu. Hợp tác xã có chia cho hộ gia đình với 8 nhân khẩu mà giờ ông lại chính lại ghi như vậy. Đó là lý do em mang hồ sơ lên huyện thì huyện nhìn đất công ích của hợp tác xã. Mặc dù là địa chính đã gạch lý do
không cấp giấy tờ ruộng cho nhà em. Xin chị cho lời em lời khuyên pháp luật trong trường hợp này ạ. Tiếp nữa nha, nếu có điều luật nào liên quan đến bảo vệ người dân trong trường hợp này, xin chị giúp em ạ. Vì hôm em lên huyện thì họ bảo em đi làm mà xem luật, nhưng tìm trên mạng như mò kim đáy biển, mò mãi không thấy. Chị thấy chị xem nghỉ khi có thấy luật rồi, nên hôm nay em mạo muội phiền chị, mong chị giúp em sáng mắt ra ạ. Một cái hồ sơ là như thế này bạn ạ. Tôi xin tóm lại cái trường hợp của bạn như thế này. Năm 1992, bố bạn quản lý trực tiếp, và sau đó thì trong quá trình quản lý sử dụng thì mẹ bạn, các anh chị em bạn và tới thời điểm này vẫn còn là trực tiếp quản lý sử dụng. Các bạn biết không, nó có hai trường hợp, có hai trường hợp mà chúng ta cần nên phân biệt bạn nhé. Trường hợp thứ nhất đó là thuộc về đất công ích mà do cái quỹ đất đó do Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn trực tiếp quản lý. Nếu trong trường hợp đất công ích thì cho dù bạn có quản lý sử dụng bao nhiêu lâu năm thì bạn cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp thứ hai đó là nếu trong trường hợp đất này bạn khai hoang phục hóa và liên tục ổn định ngay tình và không tranh chấp, giống như bạn nói không tranh chấp với những cá nhân, thì bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục đích của luật sư Thu Đoàn muốn đưa cho bạn hai cái trường hợp khác nhau. Đối với trường hợp thứ nhất thì bạn hỏi tôi về cái cơ sở pháp lý để cho rằng đất công ích, thì bạn lên hỏi địa chính của xã hoặc địa chính của huyện, địa chính ở văn phòng đăng ký bạn khiếu nại, bạn cho rằng đây không phải là đất công ích của xã, thì nó sẽ vào điều 19. Các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bạn ha. Cái khoản 2 bạn nhé, điều 19 của nghị định 43/2004 nói về các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Người đang quản lý sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn. Bạn thấy không? Trong cái nghị định 43 có ghi rất là rõ, nếu bạn, cho dù bạn có quản lý sử dụng bao nhiêu lâu đi chăng nữa, thì cái quỹ đất này vẫn là quỹ đất công ích mà trực tiếp do Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý, thì bạn sẽ không được cấp giấy. Hy vọng là trường hợp của bạn rơi vào trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là giống như bạn nói đó. Trước đây thì vào năm 1992, do thiếu nợ thuế, do nợ thuế, cho nên khi mà gọi là quản lý sử dụng đất thì cái vị địa chính đó đã ghi đất công, nhưng thực tế là đất khai hoang phục hóa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì các bạn biết rồi, theo quy định cũng ở nghị định 43, nếu các bạn quản lý sử dụng đất và theo luật dân sự, nếu một ai đó quản lý sử dụng đất ngay tình, ổn định, không tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bộ luật dân sự bạn ha. Thì các bạn biết rồi, nếu như trong trường hợp đây không phải là quỹ đất công, ba của bạn trực canh, gia đình bạn trực tiếp quản lý sử dụng ổn định liên tục ngay tình từ năm 92 tới năm 2002 xong tới năm 2012, thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hy vọng rằng qua cái video này tôi cũng có thể giải thích cho bạn một cái sự tường tận, cái điều cơ bản rằng là bạn sẽ đến ở cái địa chính nơi mà bạn hoặc là chủ tịch hoặc là phó chủ tịch bạn hỏi trong trường hợp của bạn. Hy vọng rằng
quyền sử dụng đất gần 300 mét vuông của gia đình bạn đang trực canh không phải là quỹ đất công ích của xã. Nếu quỹ đất công ích của xã thì nó rơi vào điều 19 của nghị định 43. Bạn có thể search lên mạng, hiện tại tôi đang cầm trên tay đây. Tôi mạnh dạn nói thêm một lần nữa, những kiến thức của luật sư Thu Đoàn đưa đến bạn như là một cái kiến thức tham khảo, bạn có thể sử dụng nó hoặc không sử dụng nó. Vì để trả lời câu hỏi của bạn thì tôi cũng phải mất đầu tư chất xám vào hồ sơ. Tôi không chấp nhận một hình thức, có thể bạn đồng ý không đồng ý cái sự phản hồi của tôi. Tuy nhiên rằng là tôi sẽ xóa nếu trong trường hợp những cái video, những cái comment không mang tính chất góp ý xây dựng. Vì tôi đã nói rồi, đây là cái sự đóng góp trí tuệ chất xám mà luật sư muốn đưa đến cho tất cả mọi người trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và ưu tiên là bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Các bạn nhớ nhé. Chào các bạn.